Kính thưa ban tổ chức, kính thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng cuộc thi online do câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Nét đẹp một miền quê tổ chức, chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ Việt Nam mùng 8 tháng 3 2022 với chủ đề Phụ nữ tự tin tự trọng, trung hậu đảm đang, vui vẻ mạnh khỏe là hạnh phúc. Câu lạc bộ khiêu vũ thể thao Nương Vũ tại thành phố Vũng Tàu xin tham dự cuộc thi với vũ điệu dân vũ, thi nhảy bài ca Phụ nữ Việt Nam. Chúc hội thi thành công rực rỡ. Chủ nhiệm câu lạc bộ Vũ Thị Nương, 59 tuổi, địa chỉ số nhà 30 đường Phạm Văn Dinh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Xin mời quý vị cùng đón xem và cổ vũ cho câu lạc bộ mình nhé. Mặt kẻ thù chẳng một giây nao núng, như cánh lúa hiền cho đời bao sức sống, xứng danh đã trao tặng người trung hậu đảm đang. Cây súng thép khoác bên mình ta sốc tới, vẫn không có quên tình yêu ngô lúa săn quay. Vui biết mấy môi khi dành nắng xuân mới, khách qua suốt đêm dài nhìn thấy mấy cùng mắt sáng, mơ ước đến biển ta thành chim cất cánh, quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang. Ai quý hữu thắng giữa cánh đồng năm tân lúa, con nghe sẽ than về bên tiếng vua sơn sang. Yêu biết mấy những đôi bàn tay khéo léo đã theo gấp hoa vào nền non nước Việt Nam, cùng nhau đón xuân sang, cùng nhau đón xuân sang. Cánh quyết bay mãi trên đường dài cách mạng vẻ vang.